Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Ukraine Zelensky tại Mỹ cho thấy điều gì? Vào ngày 24 tháng 9 tại New York, Hoa Kỳ, trên cương vị người đứng đầu nhà nước Việt Nam, ông Tô Lâm đã phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc với nội dung nói về tầm nhìn của Việt Nam, về xóa bỏ áp bức, bóc lột và xây dựng thế giới hòa bình, tốt đẹp. Trong bài phát biểu, ông Tô Lâm lưu ý rằng, từ góc nhìn của Việt Nam, hòa bình, ổn định là nền tảng để kiến tạo tương lai thịnh vượng. Do vậy, cần thúc đẩy tuân thủ luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc ở tất cả các quốc gia, trước hết là các nước lớn. Tuy nhiên, theo giới quan sát, ông Tô Lâm không đề cập đến cuộc chiến tranh xâm lược của Nga ở Ukraine, các hành vi bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông hay cuộc chiến ở dải Gaza. Một thông tin được công luận Việt Nam hết sức quan tâm, đó là ngày 24 tháng 9, bên lề kỳ họp thứ 79 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine, ông Zelensky. Vào ngày 25 tháng 9, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Ukraine. Bản tin cho biết chiều ngày 24 tháng 9, theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Tổng thống Ukraine Zelensky. Tại cuộc gặp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện với Ukraine. Đồng thời, Tô Lâm cũng nên quan ngại về tình hình xung đột hiện nay giữa Nga và Ukraine và khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là tất cả các tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và hiến chương của Liên Hợp Quốc. Tổng thống Ukraine cũng đánh giá lập trường của Việt Nam, đồng thời cảm ơn nhà nước và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine, mong muốn Việt Nam ủng hộ tuyên bố của Hội nghị Hòa bình lần thứ nhất tại Thụy Sĩ, cũng như giúp Ukraine trong việc giả phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh. Theo giới quan sát, việc lãnh đạo chính quyền Việt Nam gặp gỡ tiếp xúc với Tổng thống Ukraine Zelensky là một việc không mới. Vào đầu năm nay, vào ngày 16 tháng 1, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Tổng thống Ukraine Zelensky cũng đã có cuộc gặp ngắn bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ. Trước đó, vào hồi tháng 5 năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã có cuộc gặp ngắn với Tổng thống Zelensky trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng tại Hiroshima, Nhật Bản. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, phía Việt Nam đã có những thái độ không thân thiện với Ukraine. Cụ thể, tất cả các bức ảnh bắt tay giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Zelensky trong một bài báo đã đăng đều bị gỡ bỏ. Chỉ còn lại những dòng tin với nội dung sơ sài, khô khan. Lần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ với Tổng thống Zelensky với một thái độ chân thành và cởi mở hơn cho thấy chính quyền Việt Nam tiếp tục duy trì chính sách ngoại giao, muốn làm bạn với tất cả các quốc gia trên thế giới. Cũng theo truyền thông cho biết, trong quan hệ với Cộng hòa Liên bang Nga, Việt Nam luôn trân trọng sự giúp đỡ chí tình của Nga trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Trong khi, theo lời ông Tô Lâm nói với ông Zelensky, Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình của Liên Xô, trong đó Ukraine đã dành cho Việt Nam trước đây và hiện nay. Những điều vừa kể trên thì có liên quan gì đến chủ trương thúc đẩy sự hợp tác với Hoa Kỳ và Ukraine là một đồng minh của Mỹ ngày càng mạnh mẽ hơn hay không? Sự kiện này không thể chỉ thể hiện thậm chí làm bạn với tất cả các quốc gia của Việt Nam, mà còn chứng tỏ vai trò ngày càng quan trọng của nhà nước Việt Nam trên chính trường quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh địa chính trị phức tạp như hiện nay. Quý vị và các bạn phải theo dõi bản tin Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Ukraine Zelensky tại Mỹ cho thấy điều gì? Phải chăng Hoa Kỳ nghi ngờ về thực tâm của Việt Nam trong việc muốn phát triển hơn nữa quan hệ song phương? Truyền thông quốc tế đưa tin vào giờ chót Tổng thống Mỹ Biden dự kiến sẽ gặp Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vào ngày 25 tháng 9 bên lề kỳ họp lần thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, mặc dù trước đó có tin Tổng thống Biden từ chối gặp Tô Lâm. Theo một số ý kiến, điều đó cho thấy bất chấp áp lực từ các phe phái trong nội bộ của đảng, ông Tô Lâm vẫn kiên định với lập trường thân Hoa Kỳ và phương Tây, tìm mọi cách gặp Tổng thống Biden cho bằng được. Trước khi đến Hoa Kỳ lần này, ông Tô Lâm đã chọn Trung Quốc là điểm đến đầu tiên trong chương trình công du ngoại quốc với tư cách là Tổng Bí thư. Đây là truyền thống ngoại giao của các thế hệ lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, từ trước đến nay vẫn làm như vậy. Cuộc gặp giữa ông Tô Lâm và Tổng thống Biden đúng vào dịp tròn một năm nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ. Điều này sẽ giúp cho Tô Lâm nâng cao vị thế của ông trong nội bộ của đảng, giữa bối cảnh được cho là quyền lực của ông đang giảm sút nhanh chóng. Vào tháng 6 năm 2024, ông Tô Lâm trên cương vị là Chủ tịch nước đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Putin tại Việt Nam. Trong tuần tháng 8,
ông cũng hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Bắc Kinh, và hiện nay trong chuyến đi công tác tại Hoa Kỳ, ông sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Biden. Một số nhà phân tích cho rằng Tổng Bí thư Tô Lâm cố gắng thể hiện sự kiên định với chính sách ngoại giao cây tre để tránh những nghi ngờ trong nội bộ của Đảng. Do đó, diễn biến và kết quả cuộc gặp của ông và Tổng thống Mỹ Biden rất được công luận trong nước cũng như quốc tế lưu ý. Tuy nhiên, việc Mỹ từ chối công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường là một bước lùi rất lớn cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Việc Việt Nam không được công nhận không chỉ vì Việt Nam không có nền kinh tế thị trường thực sự, mà còn do Hoa Kỳ vẫn có nhiều nghi kỵ với Hà Nội. Trong quá khứ, Hoa Kỳ sẵn sàng công nhận nền kinh tế thị trường cho các nước đồng minh như Hàn Quốc, Nhật Bản hay Đài Loan, mặc dù lúc bấy giờ tình trạng nền kinh tế của các quốc gia này cũng không khác Việt Nam hiện nay là mấy. Mỹ đã cấp quy chế kinh tế thị trường để giúp đỡ các nước này phát triển dưới sự bảo hộ của Mỹ. Hiện tại Việt Nam không nhận được sự ưu ái đó vì lý do Việt Nam chưa phải là đồng minh của Mỹ, liên quan đến ý thức hệ cộng sản. Việc nội bộ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đang chia rẽ sâu sắc với số đông thiên về Bắc Kinh khiến chính quyền của ông Biden nghi ngờ về thực tâm của Việt Nam trong việc muốn phát triển hơn nữa quan hệ với Hoa Kỳ. Việc Mỹ không công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường cho thấy cả hai phía Việt Nam và Hoa Kỳ vẫn chưa có đủ thiện chí và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên hiện nay chỉ mang tính hình thức mà thôi. Tuy nhiên, chuyến thăm gần đây của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam ông Phan Văn Giang đến Washington có ý nghĩa quan trọng cho quan hệ đối tác an ninh đang phát triển giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Nhưng liệu Việt Nam có thể dựa vào Mỹ được nhiều hơn để đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông hay không vẫn là một câu hỏi đặt ra. Câu trả lời sẽ là không dễ để Mỹ can thiệp vào tranh chấp lãnh thổ hay lãnh hải giữa Việt Nam và Trung Quốc. Theo giới quan sát, trong tương lai, khi cán cân sức mạnh quân sự trên Biển Đông ngày càng nghiêng về Trung Quốc, Mỹ sẽ khó mà hỗ trợ đồng minh và các đối tác trong khu vực. Chỉ cần nhìn qua Philippines, Việt Nam sẽ thấy quan hệ đồng minh với Mỹ sẽ không giải quyết được triệt để các vấn đề an ninh nổi cộm hiện nay. Một số nhận định cho rằng hiện nay Hoa Kỳ rõ ràng chưa tin Việt Nam có thực tâm trong việc muốn phát triển hơn nữa quan hệ song phương hai nước hay không. Thăm Cuba, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ làm gì để giúp quốc đảo Cộng sản thoát khỏi nghèo nói? Sau khi kết thúc Hội nghị Trung ương lần thứ 10, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn tùy tùng đã rời Hà Nội đi Hoa Kỳ từ ngày 21 tháng 9. Sau khi kết thúc chuyến công tác tại Mỹ, ông Tô Lâm sẽ thăm chính thức Cuba. Gần đây, tờ báo The Economist đã gọi ông Tô Lâm là một người cứng rắn, thích chủ nghĩa tư bản phương Tây và đặc biệt thích hưởng thụ, nhằm ám chỉ vụ ăn tai tiếng, bò rắt vàng tại một nhà hàng cao cấp ở London. Việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm Cuba lần này, theo giới quan sát, chỉ nhằm mục đích làm vừa lòng các đồng chí thuộc thành phần bảo thủ trong đảng. Vào ngày 16 tháng 9, truyền thông quốc tế đưa tin, nhà nước Cộng sản Cuba đã cắt giảm 25% khẩu phần bánh mì hàng ngày, vốn được nhà nước bao cấp từ 80 gram xuống chỉ còn 60 gram. Điều này đã khiến cho số đông người Cuba phải đối mặt với cuộc sống ngày càng khó khăn hơn. Bánh mì là một trong những loại thực phẩm cơ bản ít ỏi vẫn được bao cấp tại Cuba, trong khi thu nhập của nhiều người Cuba vào khoảng 4.600 peso mỗi tháng, tức là tương đương khoảng 15 đô la. Không đủ khả năng để mua bánh mì trên thị trường tư nhân, khiến họ không còn nhiều lựa chọn nào khác. Cùng với mùa màng thất bát, Cuba hiện nay đang thiếu hụt nghiêm trọng lương thực, nhiên liệu và thuốc men. Tình trạng này đã dẫn đến cuộc di cư kỷ lục của công dân Cuba chạy trốn sang Hoa Kỳ. Đồng thời, những khó khăn này đã làm bùng nổ các cuộc biểu tình từ tháng 3 năm 2024, bắt đầu từ thành phố San Diego, rồi dần lan sang các thành phố khác. Do quá thiếu thốn, Thủ tướng Cuba đề nghị giảm số lượng người được hưởng chế độ phân phối theo tiêu chuẩn bao cấp. Giới quan sát đánh giá, đây là lựa chọn đáng ngạc nhiên của chính phủ quốc đảo Cộng sản này, bởi nếu chính sách bao cấp mất đi, đồng nghĩa với chủ nghĩa xã hội của quốc đảo này sẽ bị chôn vùi. Giới phân tích quốc tế so sánh, sự phát triển của hai quốc gia Singapore và Cuba cùng giành được độc lập vào năm 1959. Lúc đó, Cuba có lợi thế hơn hẳn Singapore, cộng với điều kiện địa lý lý tưởng do thiên nhiên ban tặng. Nhưng đến nay, Cộng hòa Cuba đã trở thành đất nước tàn tạ sau 65 năm theo đuổi chủ nghĩa cộng sản. Trong khi đó, Singapore đi theo con đường tư bản chủ nghĩa đã trở thành một trong những quốc gia hàng đầu thế giới. Cũng bởi theo đuổi chủ thuyết cộng sản đến năm 1986,
Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa đất nước đến bên bờ vực của sự sụp đổ. Lúc đó, ban lãnh đạo Việt Nam buộc phải quyết định cải cách kinh tế, chuyển đổi từ mô hình kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường. Điều đó đồng nghĩa với việc chính quyền đã từ bỏ học thuyết chủ nghĩa cộng sản với nền kinh tế kế hoạch để đi theo con đường kinh tế thị trường của chủ nghĩa tư bản. Trung Quốc, Việt Nam và một số quốc gia Đông Âu thành công về kinh tế sau khi từ bỏ chủ thuyết cộng sản, vứt bỏ nền kinh tế tập trung theo mô hình Xô Viết để chuyển sang kinh tế thị trường. Chỉ cần so sánh những các nền kinh tế đã từ bỏ chủ nghĩa cộng sản, từ bỏ chế độ bao cấp với nền kinh tế Cuba, có thể thấy đảo quốc cộng sản này đã thất bại thê thảm ra sao. Trên mạng xã hội, nhiều người dân đặt câu hỏi không biết khi đến Cuba, Tổng Bí thư Tô Lâm có để lại cho ban lãnh đạo quốc đảo này lời khuyên nào đó hay không. Có thể là Cuba hãy học theo Việt Nam cách đây 38 năm, tiến hành một cuộc cải cách kinh tế để đưa đất nước thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu như hiện nay. Hay Tổng Bí thư Tô Lâm với triết lý sống chết mặc bay và bỏ mặc đồng chí cộng sản ở bên kia bán cầu. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin thăm Cuba, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ làm gì để giúp đảo quốc cộng sản thoát đói nghèo. Quý vị và các bạn đã chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Hoa.